1. Các bạn có thể thấy được rằng là các cặp đôi thường người ta quen nhau càng lâu thì tình yêu sẽ càng phai nhạt đi, nhưng nó sẽ không tan vỡ nếu như không có người thứ ba xuất hiện. Có đồng ý điều này hay không? Trùng khớp. Harry, em yêu lần thứ mấy rồi? Yêu anh này là lần thứ mấy à? Không, em yêu, em có bao nhiêu người yêu rồi? Em có bao nhiêu người yêu rồi? Không đếm, đếm được. Không đếm được. Thế anh Đạt này là người thứ mấy? Cái đó không quan trọng. Quan trọng là anh Đạt này là đàn ông cuối cùng của Harry. Cái đó mới là quan trọng. Chắc không? Chắc. Nhưng thật cay đắng khi biết ta, mình chỉ là một người đến sau.